Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty vừa nhập về rất nhiều loại máy làm đẹp cùng với các công nghệ làm đẹp mới nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích đem lại kết quả hữu hiệu và an toàn cho khách hàng. Ngoài ra, salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học về beauty và đặc biệt có các lớp chuyên biệt theo yêu cầu của từng học viên, và sau khi tốt nghiệp thì cơ hội làm chủ cho chính mình chỉ nằm trong gang tấc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số điện thoại 0481 944 506 hoặc đến thẳng địa chỉ số 346 Calivero Cali Heights, New South Wales 2166. Máy lọc nước điện giải Kangen sản xuất tại Nhật Bản, một sản phẩm không thể thiếu của mỗi gia đình, giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm sạch đường ruột. Sử dụng nước điện giải Kangen còn giúp giảm cơn hen suyễn, ngăn bệnh tiểu đường, giảm mỡ trong máu và giảm nguy cơ bị bệnh gout. Ngoài ra còn giúp phòng chống những bệnh ngoài da, viêm nhiễm và vẩy nến. Hiện chúng tôi đang có giá ưu đãi đặc biệt cho khán giả của Vietpay TV. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Hoàng Yến qua số 0403 982 988. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả, sự quan tâm nhiều nhất của các cơ quan truyền thông ngày hôm nay vẫn là vấn đề ngân sách 2023-2024. Kể cả những tin tức đã được chính thức loan báo, cũng như những thông tin rò rỉ, đặc biệt là trong vấn đề gia tăng trợ cấp thất nghiệp và đời sống đắt đỏ. Bản tin này bao gồm quan điểm của chính phủ, của đối lập và nghị sĩ độc lập, cũng như các cuộc tranh luận về vấn đề chi tiêu của chính phủ và hậu quả về mặt lạm phát khi chính phủ gia tăng tài trợ. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Vietface TV. Đầu tiên là thông tin về những chi tiết đã được tiết lộ trong ngân sách 2023-2024. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers sẽ chính thức loan báo ngân sách 2023-2024 vào chiều tối nay. Tuy nhiên, theo thông lệ, thì chính phủ đã loan báo những phần tin quan trọng, hoặc những tin quan trọng này cũng đã bị rò rỉ, mà phần lớn là chung quanh vấn đề đời sống đắt đỏ và trợ cấp của chính phủ trong vấn đề an sinh xã hội. Phần quan trọng nhất vẫn là chi tiêu của chính phủ dành cho trợ cấp cho cư dân, mà tiết lộ ban đầu cho thấy chính phủ sẽ dự chi 15 tỷ đô la trong vòng 4 năm. Trong số này, bao gồm 1 tỷ 500 triệu đô la trợ cấp điện năng cho 5 triệu 500 ngàn hộ gia đình và khoảng 1 triệu giới tiểu thương. Ngoài ra còn có những tài trợ cho những người nghỉ hưu và trợ giúp khoảng 500 đô la cho mỗi cư dân để đối phó với đời sống đắt đỏ. Tuy nhiên, trợ cấp này có phần khác nhau vì chính phủ liên bang phải hợp tác với các chính phủ tiểu bang và lãnh thổ để chia sẻ gánh nặng về chi phí. Bộ trưởng Jim Chalmers nói rằng gói hỗ trợ đời sống đắt đỏ này nói chung sẽ không tạo thêm áp lực về lạm phát. Trong lĩnh vực thuốc Tây, ngân sách lần này sẽ có biện pháp cho phép công chúng mua thuốc với số lượng gia tăng để có thể sử dụng được trong 2 tháng thay vì chỉ 1 tháng như hiện nay, nhưng cũng chỉ trả tiền thuốc cho 1 tháng mà thôi. Sự thay đổi này giúp giảm hạ thời gian bệnh nhân đi gặp bác sĩ gia đình, và do đó quyết định này đã được giới bác sĩ hoan nghênh nhưng lại bị chống đối bởi các dược sĩ vì công việc của họ sẽ giảm đi. Ngoài ra, đối với các bà mẹ thì chi phí giữ trẻ kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới sẽ giảm sụt, trong khi trợ cấp giữ trẻ sẽ lên đến mức 90% cho các gia đình có lợi tức dưới 80.000 đô la. Đối với các gia đình có lợi tức trên 80.000 đô la thì cứ mỗi 5.000 là mức độ tài trợ sẽ giảm đi 1%. Và tài trợ này sẽ chấm dứt khi lợi tức của gia đình đạt được 350.000 đô la mỗi năm. Riêng đối với một gia đình có lợi tức trung bình là 120.000 đô la một năm, và có một đứa con đi học 3 ngày tại trung tâm giữ trẻ, thì họ sẽ tiết kiệm được 1.700 đô la một năm kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Trong lĩnh vực lương bổng, quyết định quan trọng nhất là việc tăng 15% lương cho các y tá chuyên nghiệp làm việc 24/7 tại các viện dưỡng lão, và biện pháp này sẽ gây tốn kém 11 tỷ 300 triệu đô la trong ngân sách lần này. Về an sinh xã hội, đây là một lĩnh vực khó khăn cho chính phủ, và vấn đề gia tăng trợ cấp thất nghiệp đã được tranh luận, và chính phủ đã bị chỉ trích rất nhiều khi có nguồn tin rò rỉ cho rằng trợ cấp này chỉ gia tăng cho thành phần trên 55 tuổi. Ngoài ra, trong chương trình Parent Next, tức là tài trợ cho cha mẹ đơn thân, Thủ tướng Albanese đã loan báo gia tăng thời gian nhận trợ cấp cho đến khi đứa trẻ được 14 tuổi thay vì 8 tuổi như hiện nay. Tuy nhiên,
ngân sách không chỉ ghi nhận những khoản chịu chi mà còn có những khoản thuế vụ, chẳng hạn như loại thuế mới đánh vào thuốc lá. Đồng thời, chính phủ cũng dự chi 737 triệu đô la để kiểm soát và giảm hạ mức độ sử dụng thuốc lá điện tử gọi là vaping. Và sau cùng, trong lĩnh vực quốc phòng, chính phủ loan báo một ngân khoản trị giá 19 tỷ đô la trong vòng 4 năm để thực thi những cải tổ cần thiết về mặt cấu trúc và thiết bị quốc phòng. Trong số này sẽ có 9 tỷ đô la thuộc chương trình AUKUS và 4 tỷ 100 triệu đô la trong việc tăng cường khả năng hỏa tiễn. Nói chung thì cam kết về mặt quốc phòng của chính phủ sẽ tốn kém cho ngân sách khoảng từ 268 tỷ đến 368 tỷ trong vòng 30 năm tới. Ngoài ra, về mặt phương diện lợi tức, chính phủ sẽ thay đổi luật lệ về thuế đánh vào dầu hỏa và khí đốt, sản xuất ngoài khơi nước Úc, và sự thay đổi này sẽ đem lại 2 tỷ 400 triệu đô la trong vòng 4 năm cho ngân sách quốc gia. Kế đến là lập luận của phát ngôn viên ngân khố đối lập khi cho rằng vải thô không băng bó được vết thương. Ngày hôm qua, phát ngôn viên về ngân khố của Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập, ông Angus Taylor nói rằng ngân sách 2023-2024 của chính phủ nên được cứu xét, trên căn bản kiềm chế vấn nạn lạm phát thay vì chi tiêu quá độ, khiến lạm phát có thể lại gia tăng. Dân biểu Angus Taylor đã ví von khi so sánh các biện pháp của chính phủ, tương tự như việc dùng vải thô để băng bó một vết thương, mà từ ngữ nguyên văn Band-Aid on Bullet Wound. Nhắc lại là, theo những tin tức rò rỉ, chính phủ có thể dự chi một ngân khoản rất lớn trong vấn đề an sinh xã hội, kể cả 14 tỷ 600 triệu đô la tài trợ cho các hộ gia đình về vấn đề điện năng, chăm sóc sức khỏe và gia tăng trợ cấp thất nghiệp. Dân biểu Taylor nhấn mạnh rằng, nếu chi tiêu quá lớn trong ngân sách thì hậu quả sẽ làm cho tình trạng lạm phát trở nên tồi tệ hơn. Theo ông Taylor, thì chính phủ đang làm một việc vô ích nếu tài trợ từ tay này nhưng lại lấy mất đi từ tay kia vì lạm phát cao. Dân biểu Taylor đồng thời cũng nhấn mạnh, chính phủ cần phải đối phó với lạm phát chứ không phải gia tăng tài trợ, vì vấn nạn lạm phát hiện nay không phải xuất phát từ nước ngoài hoặc từ cuộc chiến Ukraine, mà lại xuất phát từ thủ đô Canberra. Ông Taylor cũng không đánh giá cao về kết quả dự phóng là ngân sách 2023-2024 sẽ thặng dư, bởi lý do sự thặng dư này có được nhờ vào sự gia tăng giá cả của nhiên liệu xuất khẩu, và việc thặng dư này chỉ là tạm thời. Điều này có nghĩa là thất thu ngân sách sẽ trở lại trong năm tài chính tới. Sau đây là lập trường của Bộ trưởng Ngân khố khi xác nhận lợi tức mới được sử dụng để quân bình chi thu. Hôm qua, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói rằng những lợi tức mà nước Úc bất ngờ nhận được, chẳng hạn như giá cả nhiên liệu xuất khẩu gia tăng, sẽ được sử dụng trong kế hoạch quân bình ngân sách, tức là giảm đi các phần thiếu hụt, với hy vọng có thể tạo được tình trạng thặng dư ngân sách lần đầu tiên trong 15 năm. Trong khi đó, thì Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập cảnh báo rằng gói hỗ trợ trị giá 14 tỷ 600 triệu đô la, gọi là để giúp cư dân đối phó với đời sống đắt đỏ, cần phải được sử dụng một cách khéo léo để không gây ra áp lực về lạm phát. Hầu hết các chính phủ tiền nhiệm, lao động cũng như liên đảng đều có ngân sách bị thâm thủng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008. Lần sau cùng mà một chính phủ dự phóng thặng dư là hồi năm 2019, dưới thời Thủ tướng Scott Morrison và Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg. Tuy nhiên, sự thặng dư này đã không thể đạt được vì đại dịch COVID-19, khi mà chính phủ Morrison đã phải chi tiêu rất nhiều để cư dân tránh khỏi tình trạng thất nghiệp và nền kinh tế không bị suy thoái. Tiếp tục tin liên quan đến ngân sách 2023-2024 và những dự chi về an sinh xã hội. Theo nguồn tin news.com.au, thì hàng trăm ngàn cư dân Úc có thể sẽ nhận được tài trợ an sinh xã hội gia tăng trong ngân sách được phổ biến ngày hôm nay. Cũng theo nguồn tin này, trợ cấp thất nghiệp sẽ gia tăng thêm 3 đô la 70 cent một ngày, nhưng chỉ áp dụng cho thành phần trên 55 tuổi. Điều này có nghĩa là sự gia tăng chỉ giúp đỡ được khoảng 200.000 người thất nghiệp trên 55 tuổi, trong khi 680.000 người thất nghiệp dưới 55 tuổi sẽ không nhận được gì cả. Thông tin này đã gây ra một phản ứng tiêu cực từ các tổ chức xã hội dân sự, cũng như từ các chính trị gia, kể cả chính trị gia thuộc Đảng Lao động. Lập luận của những người chỉ trích chính phủ là mọi sự gia tăng trợ cấp thất nghiệp cần phải áp dụng cho tất cả mọi người đang tìm việc làm bất kể tuổi tác. Trong số các tổ chức xã hội dân sự, thì tổ chức ACOS lập luận rằng trợ cấp thất nghiệp cần được gia tăng lên mức 76 đô la một ngày,
tức là gần gấp đôi so với mức trợ cấp $40 một ngày hiện nay. Ngoài trợ cấp thất nghiệp, thì trợ cấp Youth Allowance cũng như Old Study, tức là trợ cấp dành cho người trẻ tuổi và những người học nghề cũng cần phải được gia tăng. Riêng Đảng Xanh còn đòi hỏi là trợ cấp thất nghiệp cần phải tăng lên mức $88 một ngày, bất kể thành phần tuổi tác như thế nào. Trước khi ngân sách được chính thức phổ biến, chính phủ đã từ chối xác nhận thành phần nào sẽ được gia tăng trợ cấp cũng như mức độ gia tăng như thế nào. Tiếp đến là phát biểu của Bộ trưởng Tài chính về việc lạm phát vẫn trong tầm nhắm của chính phủ. Một trong những vấn đề quan trọng mà Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập đã nêu lên là việc chi tiêu quá nhiều trong ngân sách 2023-2024 sẽ dẫn đến áp lực về lạm phát. Và nếu lạm phát gia tăng vì những trợ cấp của chính phủ, thì trợ cấp này sẽ là vô nghĩa vì giá trị của đồng tiền sẽ bị giảm hạ. Phát ngôn viên ngân khố của Liên đảng đối lập dân biểu Angus Taylor đã ví von khi nói rằng chính phủ cho tay này nhưng lấy lại từ tay kia. Điều này có nghĩa là cư dân vẫn sẽ phải tiếp tục đối diện với đời sống đắt đỏ. Cũng theo ông Angus Taylor, thì biện pháp này chẳng khác chi lấy vải thô để băng bó một vết thương chưa lành. Tuy vậy, hôm qua Bộ trưởng Tài chính Katy Gallagher xác quyết rằng chính sách của chính phủ Albanese sẽ không làm cho nhiệm vụ của Ngân hàng Chữ Kim RBA trở nên khó khăn hơn. Nhắc lại, trong hệ thống chính quyền tại Úc, Ngân hàng Chữ Kim RBA phụ trách chính sách về tiền tệ để chống lạm phát và tạo công ăn việc làm. Trong khi đó, thì chính phủ có trách nhiệm về mặt chính sách kinh tế và thuế vụ, gọi là fiscal policy. Tuy nhiên, nếu chính phủ chi tiêu quá độ và gây ra lạm phát, thì Ngân hàng Chữ Kim RBA sẽ gặp khó khăn trong việc chu toàn trách nhiệm về mặt chính sách tiền tệ, gọi là monetary policy. Bởi vậy, cả hai lĩnh vực fiscal policy và monetary policy luôn cần phải có sự bổ túc cho nhau để giúp nền kinh tế Úc tăng trưởng và không bị suy thoái. Hôm qua, Bộ trưởng Katy Gallagher cũng xác quyết rằng những trợ cấp trị giá 14 tỷ 600 triệu đô la đã được chính phủ nghiên cứu cẩn thận để tránh gây áp lực cho tình trạng lạm phát mà Ngân hàng Chữ Kim đang nỗ lực giảm hạ. Bà Gallagher nói rằng, kể từ khi nắm chính quyền, chính phủ Albanese không bao giờ sao lãng đối với tình trạng lạm phát. Phát biểu trên đài Sky News, Bộ trưởng Gallagher nói rằng, mặc dù phải chi tiêu về an sinh xã hội, nhưng chính phủ vẫn theo đuổi việc chỉnh sửa ngân sách và tiết kiệm nếu có thể được, để có thể quân bình chi tiêu nhưng lại không gây ra tình trạng lạm phát gia tăng. Sau cùng là nhận xét của Bộ trưởng Tài chính đối lập về ngân sách 2023-2024. Ngoài dân biểu Angus Taylor, thì nghị sĩ Jen Hume, phát ngôn viên về tài chính của Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập, cũng đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Albanese và nói rằng nếu chính phủ lao động không giải quyết được vấn đề lạm phát, thì chính phủ coi như đã không làm tròn nhiệm vụ. Nghị sĩ Jen Hume cũng nói thêm rằng cư dân Úc đang phải sống đời sống rất vất vả, đặc biệt là trong thành phần công nhân tay làm hàm nhai, và nếu lạm phát không thể kiểm soát thì mức sống của cư dân sẽ càng bị giảm hạ. Theo lời bà Jen Hume, thì nhiều gia đình mà cả vợ lẫn chồng đều có việc làm toàn thời, thế nhưng họ vẫn đang sống trong tình trạng thiếu thốn mọi thứ, và do đó chính phủ có nhiệm vụ phải giảm hạ lạm phát thì mới có thể cải thiện được tình trạng khó khăn của các hộ gia đình hiện nay. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.